Cơ sở em Thảo chuyên lưới bắt quái lại gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em gửi tới các bác cái dòng lưới 29 khung, một cái mẫu lưới mà các bác cả nước đang rất chi là quan tâm. Thì cũng ở thời điểm mùa con nước, mùa các bác đi săn bắt rất chi là nhiều. Thì đây là cái mẫu lồng bắt quái dành cho các bác bắt tôm, bắt tép, bắt cá trên mọi miền Tổ quốc. Thì với cái mẫu lồng này thì nhà em sẽ có đủ khung từ 15 khung cho tới 29 khung. Và đây là một cái đơn hàng 29 khung. Em sẽ làm luôn một cái video ngắn để các bác mà xem được. Mà đang cần tới cái mẫu lồng này thì có thể liên hệ trực tiếp tới hai đầu số điện thoại kia nhé. Bên cơ sở em thì sẽ có đủ tất cả những cái dụng cụ để gửi tới các bác. Thì em sẽ xin chi tiết về cái mẫu lồng này để các bác thì mình xem và nắm bắt được. Đầu tiên sẽ là cái túi, các bác nhìn xem đã rất chi là ưng. Túi nhà em làm rất to. Và lưới nhá. Cái lưới này các bác nhìn xem có một vết gì không ạ? Lưới này là lưới nhà em là lưới siêu mịn, lưới dai và đã cải tiến rất nhiều, là các bác nhìn là đã làm thoáng hơn, giúp các bác đi đánh nó sẽ hiệu quả và giữ nhanh. Khung rất cứng nha các bác nhé, khung cứng này, khung cực kỳ là cứng luôn. Rất nhiều bác lo lăn tăn về cái khung này nó yếu, nhưng đây là cái lồng chắc chắn nhất. Thì bên cơ sở em sẽ chỉ gửi một chất lưới như này thôi các bác nhé. Một chất lưới như em sẽ để làm ra nhiều khoang. Các bác mua ngắn hơn có. Và đây thì là dài kịch kim của cái cỡ 29 khung là được 7 mét các bác ạ. Với các bác giải trí thì các bác có thể mua vài cái. Còn với các bác mà mua sử dụng nhiều, các bác mua đến mấy trăm cái. Đấy, thì cái video ngắn này để em đăng tải để các bác nhà mình mà xem được thì liên hệ trực tiếp. Em nhận gửi tới tận nhà các bác. Khi các bác có mua từ 5 chiếc trở lên em đã miễn phí ship hoàn toàn rồi. Và với các bác mà đã liên hệ tới cơ sở em thì đã là tới cơ sở gốc rồi các bác nhé. Giá lúc nào cũng tốt nhất, gửi đến tận nhà và các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đây là dòng lưới bắt quái 29 khung, dây rút sẽ là dây dù hết, dây cước, cước to 100% đấy các bác này. Cái lồng này thì dành cho các bác chuyên nghiệp đi đánh tôm, đánh tép, đánh cua, đánh cá, ốc. Hiệu quả số 1 các bác nhé, không cần mồi mà đánh vẫn hiệu quả. Với các bác mới chơi ấy, thì cái lồng này các bác có thể sử dụng những cái khung ngắn hơn. Khung 15, khung 19, khung 21, khung 24. Đây là mẫu khung, còn đây là mẫu khung 29 khung dài 7 mét các bác ạ. Thì bên cơ sở em với những mẫu lồng này thì em còn có những cái lồng ô kìa. Số lượng rất chi là nhiều. Các bác mà quan tâm tới kênh, quan tâm tới cái dụng cụ chài lưới đấy, các bác đừng quên ấn like nhé. Và nhất là cái nút đỏ đăng ký kênh, để em sẽ mỗi ngày em sẽ đăng tải một loại để các bác nhà mình được tham khảo qua những cái video ngắn này của nhà em. Đây là dòng lưới 29 khung các bác ạ. Siêu dài, siêu mịn nha các bác nhé. Được may thủ công của bên cơ sở em Thảo đấy. Cái lồng này thì đối với các bác miền Nam thì các bác đang sử dụng rất chi là nhiều. Hàng hôm nay thì nhà em mới xong một lô rất lớn nha các bác nhé. Đây thì chỉ là chi tiết một góc nhỏ để các bác nhà mình tham khảo ở cái mẫu lồng bắt quái nhà em. Đây là cái đầu túi bên dưới này các bác này. Các bác nhìn thấy ưng không ạ? Cái túi rất chi là to nha. May túi to. Và cái chất lưới này dùng kể cả 25 không bay không xù các bác ạ. Cực kỳ là chất lượng nhá. Nếu như các bác mà đã mua nhà em rồi thì đảm bảo lần sau các bác lại thích. Và với cái lồng lưới này em đã bán và các bác giới thiệu tới các bác khác rất chi là nhiều khi mà đã nhận được hàng. Các bác hãy alo trực tiếp tới bên em để đặt tất cả những cái mẫu lồng lưới bắt quái và những cái dụng cụ đi rừng khác nhau của bên cơ sở em Thảo nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau nhé.